Xin chào các bạn, mình là Ngọc Nam. Rất vui được đồng hành cùng bản tin Vanland News số 19. Các bạn thân mến, mỗi tối chủ nhật thì cộng đồng Vanland đều cùng đón xem bản tin Vanland News, như xem lại cuốn nhật ký của một tuần qua, theo sát đời sống tin tức chuyển động mạnh mẽ của nhà trường. Và bản tin đầu tiên của tháng 11 năm 2021 vui mừng mở đầu bằng tin vui quan trọng về hợp tác quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại châu Âu và tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 cùng Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, Tập đoàn Giáo dục Vanland đã ký kết và trao đổi thỏa thuận hợp tác với nhiều trường đại học và doanh nghiệp tại châu Âu. Mời các bạn cùng Vanland News nhìn lại dấu ấn đặc biệt này nhé! Trường Đại học Vanland là đại học duy nhất tham gia chuyến thăm làm việc tại châu Âu và tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 cùng Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng đại diện Chính phủ Vương quốc Anh và Pháp, Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Vanland đã tham gia trao đổi ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với 7 đại học và doanh nghiệp hàng đầu tại châu Âu về các nội dung xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu và các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục xuyên suốt các cấp từ tiểu học đến đại học và sau đại học. Kết quả từ chuyến công tác ngày 30 tháng 10, ngày 1 tháng 11 tại Vương quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục Vanland đã thực hiện các ký kết thỏa thuận với Nhà xuất bản Đại học Oxford, Đại học Exhill, Đại học Liverpool John Moores, Ngân hàng Standard Chartered, mang đến cơ hội mới về hỗ trợ tài chính, đào tạo, giảng dạy dành cho học sinh, sinh viên và giảng viên. Trong chuyến công tác ngày 4 tháng 11 tại Pháp, Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác giáo dục lâu đời tại Pháp, Đại học Béguy et Créty và Đại học Công giáo Lyon. Đồng thời, Tập đoàn Giáo dục Vanland ký kết thỏa thuận hợp tác với liên danh HTT Group và CR Architecture, những tên tuổi doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc tại Pháp và Việt Nam. MOU lần này quy định nguyên tắc hợp tác giữa các bên đối với gói tư vấn thiết kế các dự án đô thị giáo dục tại Quảng Ninh, Hòa Lạc, Hà Nội theo hướng giáo dục xanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Các buổi ký kết mở rộng bản đồ hợp tác với các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp tại châu Âu ở lĩnh vực đầu tư kiến trúc, tài chính sẽ mở ra nhiều chương trình đào tạo quốc tế mới và các gói dự án phát triển bền vững của Tập đoàn Giáo dục Vanland tại Việt Nam. Chúc mừng cột mốc ngoại giao đặc biệt đầu tháng 11 của Tập đoàn Giáo dục Vanland. Cộng đồng Vanland xin được chúc mừng và rất trông đợi những bước triển khai tiếp theo từ các ký kết quan trọng của nhà trường với các trường đại học và doanh nghiệp tại châu Âu. Và các bạn ơi, trong bản tin Vanland News tuần này, Ngọc Nam xin được chia sẻ hai tin vui từ cả thầy và trò Vanland trong các cuộc thi hoạt động chuyên ngành ngoài nhà trường. Muốn biết tin vui gì? Mời các bạn cùng xem tiếp nha! 31 tác phẩm của giảng viên, sinh viên khoa mỹ thuật thiết kế trường Đại học Vanland được trưng bày tại triển lãm báo cáo thành quả trại sáng tác và sáng tác mới năm 2021 do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Các sản phẩm của thầy trò Vanland thể hiện trên đa dạng chất liệu như in độc bản, khắc cao su, khắc gỗ, màu nước, collagraph, resin cut, monoprint, lino cut và khắc gỗ in trên giấy. Vanland News mời các bạn nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật của thầy trò Vanland. Nếu có thời gian, hãy trực tiếp đến phòng trưng bày Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 218A Baxter, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh thưởng lãm tận mắt từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 các bạn nhé. Thiết kế tạo dáng công nghiệp năm 2020-2021 là triển lãm trực tuyến được tổ chức bởi Hiệp hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh VDAS nhằm giới thiệu những đồ án tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nổi bật nhất của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đến với cộng đồng. Sinh viên ngành thiết kế công nghiệp tạo dáng sản phẩm trường Đại học Vanland đóng góp 20 đồ án tốt nghiệp trong triển lãm lần này. Sự kiện đang trong thời gian bình chọn tác phẩm xuất sắc được yêu thích nhất đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2021 trên fanpage Hiệp hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh VDAS. Cùng ủng hộ đội nhà Vanland các bạn nhé! Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka công bố 3 đề tài trong tổng số 37 đề tài vòng bán kết của sinh viên Vanland vào vòng chung kết, mô đun lắp ghép mới cho bệnh viện dã chiến, nghiên cứu tạo tranh sinh học góp phần làm đẹp ngôi nhà và ứng phó biến đổi khí hậu, khảo sát hàm lượng polyphenol và bước đầu nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc từ lá ổi.
Xin chúc mừng các nhóm tác giả và giảng viên hướng dẫn. Văn Lang News sẽ kết nối gặp gỡ các đại diện từ các team vào vòng chung kết Eureka năm nay, một trong những cuộc thi uy tín nhất về nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Việt Nam. Nhóm em cảm thấy rất vui và tự hào khi là đội duy nhất của Văn Lang bước vào chung kết xếp hạng giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka năm nay. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang ngày càng lan nhanh trên khắp cả nước, với tình trạng thiếu giường bệnh, vật tư y tế ngày càng nghiêm trọng và sức chứa của các khu cách ly thì cũng đã bị quá tải. Đề tài nghiên cứu khoa học nhóm em đề xuất các giải pháp thiết kế mô đun lắp ghép mới cho bệnh viện dã chiến. Loại hình mô đun lắp ghép là một đề xuất tối ưu cho tình trạng bị quá tải hiện nay ở các bệnh viện chuyên dụng. Mô hình mô đun lắp ghép còn hướng tới việc đóng góp một máy ấm nhỏ đầy đủ không gian sống cho những người vô gia cư không nơi chốn để trở về. Xin chào mọi người. Ý nghĩa của đề tài muốn hướng đến là cung cấp thêm thông tin về các hợp chất sinh học và các tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh của lá ổi. Từ đó sử dụng lá ổi làm nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm sử dụng hàng ngày, đặc biệt trà là một loại thức uống rất là phổ biến và được nhiều người yêu thích. Đối với vòng chung kết sắp tới thì ngoài sự chuẩn bị về các kiến thức chuyên môn thì yếu tố tinh thần là một điều rất là quan trọng, thì nhóm sẽ cố gắng tự tin hơn trước các câu hỏi của hội đồng giám khảo. Xin cảm ơn các bạn. Xin kính chào quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên Văn Lang. Nhóm của mình đã may mắn bước vào vòng chung kết của cuộc thi Eureka 2021. Thì thật sự là khi mà nhận được tin này thì mình cũng như là các thành viên ở trong đội thì đã vỡ hòa cảm xúc. Tụi mình cảm thấy là rất là vui vì sau bao nhiêu cố gắng thì tụi mình cũng đã nhận được điều mà tụi mình mong muốn trước đó. Để góp phần hạn chế cái sự biến đổi hệ thống khí hậu thì việc tăng cường hệ thống cây xanh nơi đô thị đó là một giải pháp. Và ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì cái quỹ đất trồng cây xanh là rất hạn chế. Và đồng thời với nó là các nghiên cứu về cái vườn đứng đô thị ở Việt Nam mình đó, thì chưa có được quan tâm nhiều. Vì vậy thì bằng những cái kiến thức chuyên môn mà đã được học thì Kiên và các bạn trong nhóm đã cùng nhau thực hiện đề tài là nghiên cứu tạo tranh sinh học góp phần làm đẹp cho ngôi nhà và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thì cái sản phẩm tranh sinh học này nó mang tính ứng dụng rất là cao. Chỉ có khi mà mình tin tưởng vào sản phẩm của mình làm ra thì tụi mình mới có thể là tự tin tranh tài. Quay trở lại với các hoạt động trong nhà trường. Tuần qua, các khoa, viện, trung tâm tổ chức rất nhiều hoạt động dành cho sinh viên luôn các bạn ơi. Chủ đề vô cùng đa dạng, từ các workshop phục vụ cho các môn học chuyên ngành đến các webinar hướng nghiệp, trao đổi cùng các khách mời, doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng điểm lại các bạn nha. À khoan, trước khi tiếp tục bản tin, Ngọc Nam xin chia sẻ cho các bạn một tin vui nè. Đó chính là tạp chí sinh viên Văn Lang số 11 đã phát hành rồi nha. Rất nhiều câu chuyện hay của tháng 10 nằm trong quyển tạp chí xinh xắn này đó. Và các bạn có thể truy cập vào website của trường để đọc ấn phẩm thương hiệu của Đại học Văn Lang nha. Còn ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng tiếp tục với bản tin tuần của Văn Lang News. Nhân kỷ niệm 13 năm Ngày Đô thị Việt Nam, ngày 5 tháng 11, Viện Di sản Văn hóa và Phát triển trường Đại học Văn Lang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Nhân lực ASEAN trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức hội thảo bảo tồn di sản kiến trúc truyền thống trong đô thị Việt Nam, cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN. Buổi hội thảo vinh dự đón tiếp 235 học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý, giảng viên và sinh viên đến từ 7 nước Việt Nam, Singapore, Mỹ, Malaysia, Philippines, Indonesia và Campuchia. 5 diễn giả Việt Nam và 2 khách mời quốc tế mang đến những tham luận thú vị, thể hiện giá trị các di tích và đặc trưng văn hóa. Ngày 4 tháng 11, Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng trường UOW Malaysia KGU tổ chức workshop Media Production, sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hỗ trợ các thí sinh trong cuộc thi tranh biện quốc tế International Debate Championship 2021 và mở rộng cho các bạn trẻ yêu thích làm video. Buổi workshop được dẫn dắt bởi ông Ian Barossa với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo truyền thông. Kỹ thuật làm nổi bật nội dung khi thực hiện short clip được chia sẻ chi tiết trong chương trình, hỗ trợ thí sinh hiệu quả. Chúc cuộc thi tranh biện quốc tế International DP Championship 2021 sẽ thu nhận những sản phẩm ấn tượng và chất lượng.
Sáng thứ Bảy, Khoa Thương mại phối hợp tổ chức webinar Megatrends Shaping Changes, bàn luận các vấn đề xoay quanh những xu hướng lớn ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng sau đại dịch Covid-19, thu hút gần 1.000 sinh viên tham gia. Các bạn có thể xem lại chương trình trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang nhé! Nếu bạn yêu mến những video duyên dáng và mặn mòi của cô nàng Lê Thụy, buổi talk show Gen Z và hành trình khám phá bản thân do Khoa Thương mại tổ chức, giao lưu cùng hot TikToker Lê Thụy gần 2 triệu người theo dõi. Câu chuyện của chị Lê Thụy là một minh chứng truyền cảm hứng cho việc lựa chọn cách sống của các bạn trẻ, thể hiện cái tôi đúng mực để khám phá một tôi hoàn hảo là chính mình, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Những lớp học kết hợp cùng doanh nghiệp không còn xa lạ với sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Tuần này, trong khuôn khổ môn học khởi nghiệp, các bạn sinh viên lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ Phạm Thái Bình, giám đốc startup về công nghệ hóa chất, xoay quanh chủ đề khởi nghiệp trong kinh doanh góc nhìn thực tế. Trong làn sóng khởi nghiệp ngày càng mạnh mẽ, những lời khuyên thiết thực về phương pháp tích lũy tệp khách hàng, xây dựng mối quan hệ đối tác và ước tính rủi ro là chiếc kính lúp giúp người trẻ có cái nhìn bao quát hơn, thêm tự tin phát triển những dự án tiềm năng của chính mình. Học phần thực tập đóng vai trò quan trọng trong lộ trình đào tạo. Sáng ngày 2 tháng 11, Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức buổi sinh hoạt thực tập cho hơn 200 sinh viên khóa 24 và khóa 25. Các thầy cô, ban chủ nhiệm khoa và các khách mời doanh nghiệp hướng dẫn yêu cầu và cách làm báo cáo thực tập, các địa chỉ trang web đắc lực để sinh viên tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Hy vọng rằng các bạn sinh viên sẽ tìm kiếm cơ hội phù hợp và trải nghiệm kỳ thực tập hữu ích. Ngày 3 tháng 11, Khoa Công nghệ tổ chức hội thảo chuyên đề thành tựu và triển vọng của ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, y dược. Với hai chủ đề chính, kỹ thuật sản xuất phân bón lá sinh học từ trùng quế phục vụ Sun & Wind Farm 2021 và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm, các diễn giả dày dặn kinh nghiệm tái hiện gần gũi quá trình chuyển đổi kiến thức lý thuyết trong công việc. Tiếp nối chuỗi webinar kiến trúc thích ứng với đại dịch Covid-19, Khoa Kiến trúc tổ chức tọa đàm thứ hai với chủ đề Không gian ở thích ứng với đại dịch. Buổi tọa đàm được dẫn dắt bởi Thạc sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh, Tiến sĩ Kiến trúc sư Giang Ngọc Huấn, Thạc sĩ Kỹ thuật Kỹ sư Nguyễn Đại Nhẫn. Trong thời gian giãn cách, sinh hoạt tại nhà 24/7, chúng ta nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc thiết kế không gian sống nhà ở đơn lập, căn hộ chung cư, đặc biệt là vấn đề thông gió tự nhiên trong không gian nhà ở. Sáng Chủ nhật, Khoa Du lịch tổ chức chương trình rút ngắn khoảng cách, tiếp bước thành công, với khách mời là các tên tuổi nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch và nhà hàng khách sạn. Ba diễn giả phân tích những hướng đi sau khi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 24, đặc biệt là học tập trình độ thạc sĩ ngành quản trị khách sạn và ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Khoa Du lịch. Tuần này, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông và Khoa Công nghệ Ô tô tổ chức buổi gặp mặt đầu khóa và lễ nhập môn chào đón Út Cưng. Dịp gặp gỡ đầu tiên cùng các thầy cô ban chủ nhiệm khoa là một cách truyền cảm hứng để các bạn tân sinh viên cảm nhận gần hơn văn hóa đại học và văn hóa Văn Lang, yêu hơn ngành học mình đã chọn. Rèn luyện độ nhạy, độ thấu hiểu người dùng và đặc tính của từng nền tảng khác biệt, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Content Creator and Viral trên SNS với sự góp mặt của Mr. Lân Chi, Giám đốc Pato Entertainment, chủ nhân nút bạc YouTube và Top 7 Hot YouTuber WeChoice Award. Với kinh nghiệm của người làm sáng tạo nội dung chất, độc, lạ, Mr. Lân Chi đã mang đến nhiều chia sẻ bổ ích và thật nhiều vitamin tích cực cho các bạn sinh viên Văn Lang. Tuần này, sinh viên PA sôi nổi hoạt động lắm nha. Tối ngày 6 tháng 11, câu lạc bộ 3N nghe nghĩ nói tổ chức talk show Giao tiếp tốt, chốt thành công. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình chào đón tân thành viên thế hệ thứ 14 của câu lạc bộ. Các bạn sinh viên có cơ hội gặp gỡ ca sĩ MC Minh Xù, một trong những cựu sinh viên Văn Lang đa tài đã thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. MC Minh Xù chia sẻ cùng các bạn sinh viên nhiều bí kíp trong giao tiếp giúp các bạn trẻ tự tin phá bỏ giới hạn của bản thân, làm chủ ngôn ngữ, làm chủ tương lai. Vừa qua, thầy trò Khoa Kiến trúc cùng các bạn sinh viên Văn Lang tham gia hỗ trợ thầy cô ở 7 trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố thiết kế bài giảng online. Các thầy cô được hướng dẫn sử dụng Google Meet, dạy học trực tuyến, thiết kế bài giảng, tạo trò chơi tương tác trực tuyến. Đây là hoạt động tiếp nối trong dự án Tô màu giấc mơ mùa 2 do Khoa Kiến trúc phát động tổ chức năm 2020. Lúc trước
trước mình từng có cơ hội được tham gia hỗ trợ các bạn học sinh mắc hội chứng đau cũng như khiếm thính, nên mình cũng phần nào hiểu được sự khó khăn của các thầy cô trong việc chăm sóc cũng như truyền đạt kiến thức cho các bạn. Nên khi biết đến dự án hỗ trợ các giáo viên trường chuyên biệt thì mình đã đăng ký tham gia. Và đồng thời mình cũng đã biết được một số trang web rất là thú vị. Là một tân sinh viên khóa K27 thì mình rất mong chờ những hoạt động bổ ích như thế này từ trường và khoa. Và mình cũng hy vọng có thể hỗ trợ các bạn học sinh bên cạnh hỗ trợ các thầy cô của trường chuyên biệt. Theo cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục thì ngành giáo dục nói chung là thực hiện cái chương trình dạy học trực tuyến. Thì trường hy vọng quận 6 cũng thực hiện theo cái tinh thần chỉ đạo đó. Mà bản thân tôi cũng đứng theo là các giáo viên trường rất là cảm tâm, rất là cảm kích cái sự nhiệt tình của sinh viên sau đây. Bởi là cảm ơn lắm các bạn sinh viên cũng như là cảm ơn lắm các bạn đại thì tôi nhớ rất là cảm ơn trường và tương lai. Chúc thầy cô giáo và những người học cùng các bạn sinh viên được chúc sức khỏe và hạnh phúc. Hội sinh viên trường Đại học Văn Lang chính thức phát động phong trào rèn luyện đạt danh hiệu sinh viên năm tốt các cấp năm 2021, nhận hồ sơ từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 11. Sinh viên năm tốt là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp quốc gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng. Danh hiệu sinh viên năm tốt là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện hoàn thiện ở 5 tiêu chí: học tập tốt, đạo đức tốt, tinh nguyện tốt, hội nhập tốt, thể lực tốt. Mong các bạn nỗ lực, phấn đấu hết mình để lấp đầy những tiêu chí rèn luyện, học tập, mang về niềm vinh dự, tự hào cho thời sinh viên của mình nhé. Tin vui cho các bạn sinh viên Văn Lang là fan của bộ môn cờ vua đây. Tháng 11 này, trường Đại học Văn Lang thành lập đội tuyển cờ vua cấp trường thi đấu giải cờ vua sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tranh cúp Văn Lang lần 6 năm 2021. Một cơ hội lớn so trình với các đội tuyển từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đội tuyển Văn Lang sẽ có thời gian luyện tập và làm quen với Tonello trước khi chính thức thi đấu. Các bạn sinh viên cần đảm bảo không bỏ tập luyện và thi đấu, đồng thời có hệ số ECLO từ 1.300 trở lên. Cộng đồng kỳ thủ Văn Lang đăng ký ứng tuyển đến 11 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2021 theo hướng dẫn trên fanpage trường nhé. Với mong muốn tạo môi trường năng động, đa dạng giúp sinh viên phát triển các sở trường, kỹ năng cũng như giao lưu với các bạn trong trường cùng đam mê, năng khiếu, giải tỏa căng thẳng học tập, trường Đại học Văn Lang luôn khuyến khích sinh viên thành lập và phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm. Ngày hội các câu lạc bộ Clubs Day năm nay được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của hơn 50 câu lạc bộ, đội nhóm từ cấp trường, cấp khoa, hứa hẹn mang lại một ngày hội đa sắc màu. Đây cũng là dịp thuận lợi để khóa 27 làm quen, học hỏi trải nghiệm cùng các anh chị, lựa chọn ngôi nhà yêu thích tham gia sinh hoạt thời sinh viên dưới mái nhà Văn Lang nha. Thủy đầu tháng 11 của Văn Lang mình thật tươi vui phải không nào? Hãy tận hưởng một buổi tối cuối tuần thư giãn và nạp đầy năng lượng để sẵn sàng cho tuần mới cùng những hoạt động thú vị nha. Văn Lang News, hẹn gặp lại cả nhà trong bản tin tuần sau.